Nhưng sao tự nhiên ra đây làm bà bài? Sao tự nhiên ra đây nằm ngủ? Không, mà tại sao? Ngủ nào? Chút xíu là vậy hả? Ngủ sao? Cho nghiệp vàng dữ hả cha? Từng thôi 8 giờ mấy rồi vậy được rồi. Trời ơi, ai mà ai đời mà đi ra salon ngồi nằm ngủ vậy ta. Mẹ đi công chuyện cái là chay giật mình dậy. Bà cố bồng chay ra đây về nằm đi ngủ tiếp nè cô chú ơi. À, ngủ ra bồng đừng ra còn theo nữa. Chạy đi. Hi sweetheart. Trời ơi tội nghiệp không ở đây á, salon nằm ngủ à. Thương bá thì trời á. Thương em bá thì trời. Rồi sao giờ muốn cho ngủ tiếp hay là dậy đây? Hả? Trời ơi. Trời ơi đụng vậy mà cũng không chịu dậy luôn cô chú thấy chưa? Tối mấy giờ chị ngủ quên rồi ta? Rồi tối cũng 11 giờ rưỡi ngủ mà. Mười mấy tiếng rồi. 11 giờ rưỡi tới 8 rưỡi. Ngủ gì cũng được rồi, dậy đi con, trưa trưa mình ngủ tiếp. Ngủ à, con ngủ mà con mắt à, ngủ mà con mắt nó nè. Ngủ con mắt tỉnh vậy sao? Ừ, nó còn buồn ngủ nên nó mới ngủ vậy chứ bình thường không có ngủ kiểu đó đâu. Thức à. Giang ơi Giang. Giang ơi. Trời ơi thương bá. Thương dạ má đi sao vậy. Thôi ngủ chung nữa đi. Con nữa mày nhỏ. Dạ. Đó, đồ chơi đó, một chút nữa con ở nhà cái con ra con tắm nha. Đó, mặt cô chay buổi sáng đó cô chú. Đó, mặt kìa. vòng. Con kìa, làm gì? Sao? Mẹ ẵm con hả? Hay sao? cười. I love you sweetheart. Ở đằng sau cái ghế bà hai. Chơi đi con. Chơi đi để mẹ mẹ quay bên đây nè. Hả? Rồi chờ. Ngồi chơi đi con. Đi đây nè. Chơi đi. Vậy là chơi liền ngay lập tức. This is what an awesome 1 year old looks like. Wow, you look pretty awesome, JD. Làm gì? Nó nghe nè, trưa nãy nhà là cố cho con đi ra hồ bơi tắm nha. Dạ đi con. Mẹ làm xả sẵn rồi đó, cái mẹ để ở dưới cái nước á. Quên nữa. Hồi sáng này mới đọc được một cái comment này nó rất là lạ lùng. Nói là tại sao mà chiều con hư như vậy? Ở đằng trước nhà có cái sông rồi mà tại sao mua cho nó cái hồ bơi chứ? Bà hai, ai là người kêu con mua hồ bơi cho con trai? Bà hai. Chứ ai nữa, cô đâu có tính mua đâu. Trời ơi mà comment vô vậy đó, nói chiều con riết rồi chiều con riết cho hư con. Tập cho nó cái tính gì đó, trời ơi comment dài lắm, mắc cười lắm. Con đọc cái comment xong con mắc cười. Ngỏ
mà tại vì ở bên kênh của con trai á là cái người đó comment không có được nên là mới là chạy qua cái kênh của Ngọc để comment tập cho con hư. Ê, trước gần trước nhà có con có xong mà không chịu tắm đi, còn đi mua cho nó khù bơi nữa. Tiếu thì kia chưa vậy? Vui không? Vui không trai? Vui không? Vui không? Gần quá. Ba đứng đi nào. À, mà đâu có đi đâu? Hai đứa tụi con vô, đứa hai đồ mẹ hết trơn đâu đi. Anh đã nói phải chưa? Lúc mà bà hứng lên là bị cục. Rồi cái la đó cả bà không đi, bà từng con. Nghe hai đứa ngủ nhau mà đường rồi. Trời ơi làm gì? Con làm gì vậy trời? Mà sao mẹ chơi công mẹ chơi cực khổ. Tốn không biết bao nhiêu tiền để mẹ mua chỉ lấy cho con vậy, cái con bày bi sát đú 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 mà con không chơi. Hả? Hả? Tại sao không thích cho bày bi sát đú đú đú? Ủa vậy hả? Trời ơi. Vô nè. em bé nó có ba em. Ba em là bản thân chứ. Đúng rồi. Ba hai mà dậy một cái là bồng một lần ba em nha, chứ không có bồng một. Đúng đúng đúng. Chị ra chị ngồi vậy cái chị ôm thì bà mới nói trời ơi bà một đứa không nổi giờ thêm ba đứa bốn đứa. Ừ, bồng lần bốn đứa luôn. Bồng con raccoon nè, rồi bồng con unicorn nè, với bồng con teddy bear nữa, ba con luôn. Mà thiếu một con không được nha. Thiếu một con không được, phải đúng ba con. Ba con chịu đâu, nó chịu con cũ à. Nếu mà nó chịu thì nó chịu mấy con kia rồi. Ừ. Không có chịu. Không biết sao mà khoái con unicorn, chứ cái con unicorn nó dài 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 dễ ôm hàng sao, hay là cái con nó có tên nó trên đó nó khoái hàng sao chả biết. Rồi bà hai muốn con coi lên coi vé máy bay Chicago giùm không? Rồi con coi giùm. Con đi trễ hay đi sớm nào để hổng mấy ngày nè đặng canh giờ. Hả? Chung luôn. Phải canh như vậy mới được. Chứ để mất công rồi cái nếu mà bà về trước con ngày thì ai rước bà? Đâu biết đường đâu. Còn nếu mà con về trước bà qua ngày sau con đi rước. Rồi để con đảnh con lên coi con ba vụ vé máy bay đó con là nó kêu con coi gì trên mạng là con tào lao lắm. Con coi ba chớp ba nhán à, ngộ lắm. Bởi vậy mấy lần bà đi Việt Nam. Ôi trời ơi, ship được cái này đã à ta. Wow, good job JD. Đi Ý đi này kia cái nọ á. Con sao con kêu mấy cái đó con coi là con kêu điều huynh coi không chứ con à. Ngộ lắm, con lạ lắm mấy cái đó con có rành. Con không có kiên nhẫn. Mà con bút hồi lần con bút tầm bậy đó. Ừ đó. Con không có kiên đúng, con không có kiên nhẫn để làm mấy cái đó. Con phải đi từ từ coi từ từ. Con mà bấm cái bập gần hồi bấm sai luôn. Trời ơi, giỏi quá ta. Bê. Cầm lên đi con, cầm lên đi. Bê. Cầm lên. Bê. Cầm lên đi con. Chê. Cầm lên sao cho đừng có rớt nha. Rồi, làm gì vậy? Người ta kiếm đường để người ta cầm. Trời ơi, có cái tả kìa, cái tả đầy quá rồi kìa. Nghiệp dễ sợ. Cái tả đầy đâu? Họ kêu xong rồi cô rửa đít. Thay đồ, thay đạt đồ cho nó. Thôi thôi, làm gì làm đi chứ giờ mẹ là mẹ quất người Tri Phong nghe chay. Mẹ đi làm nha. Mẹ làm kiếm chuyện nha. Lên đi làm kiếm ít đồng nha. Yeah, không biết ngay. Không biết ngay. Không biết xong rồi mẹ đi làm kiếm ít đồng coi. Hôn mẹ cái coi. Hôn mẹ cái đi. Không cái coi. Thôi mẹ đi nha. Mẹ đi nha. Không hả? Không chịu mẹ đi hả? Không chịu mẹ đi không mẹ miếng. I love you sweetheart. Wow, giỏi quá. Giỏi quá. Đây nè, bây giờ mẹ phá ra hết nè. Mẹ phá vô hết rồi, mẹ phá ra hết rồi con làm lại cho cô chú coi nha. Rồi. Rồi phá ra hết rồi đó. Rồi làm đi. Xếp lại đi. Rồi xếp lại đi, bây giờ con xếp lại đi. Cô chú coi chay tự xếp lại nha. Đó. Đó, nó gắn hai cái, bây giờ nó gắn hai cái lại nhau nè. Rồi sao nữa? Đó, bẻ qua. Hái lợt kì.
Đi ra chỗ khác Lucky, cho coi cho chay gắn coi Lucky. Wow. Wow. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Wow. Nãy giờ mẹ con nói chuyện mà cố mày không có tập trung, con làm cái này. Wow. Wow. Ôi. Wow. Vỗ tay. Good job chị đi. Rồi còn cái này làm sao? Còn cái này làm sao? Cái này mẹ phá ra hết rồi, con làm sao? Phá ra hết rồi, con làm sao? Hả? Đó, mẹ phá ra hết, con làm sao? À, có gì nữa? Ha ha hả? Còn nói là làm sao? Nó làm sao? Quả cho đó nè hả? Wow. Làm sao? Gì? Mẹ đâu lấy gì đâu? Mẹ đâu lấy gì của con đâu? Ê, trời, té. Cái gì? À. Lấy trái banh cho con hả? Con nói đi, mẹ. Mẹ. Lấy. Mẹ. Banh. Đúng rồi. Ôi hả? Đã quá rồi ơi. Cô nhà dạy dạy nó nói chút cô ơi. Có chứ, bạn nó dạy chứ mà nó thì nói. Nó uống rồi thì nó nói. Nè, mẹ lấy banh này nè. Đó. Tiếng dạy đó, sáng mà hỏi ai đẹp. Chê đẹp mà nó còn thành nói. Không, đi bây giờ mày đi làm mà đi ra chỗ khác ngồi đi chứ đi ngồi cái này ngồi là đứng lên đứng xuống trúng cái cạnh bàn nè. Nha. Trời ơi dài quá. Cái xếp dài như cái xe lửa là bây giờ mày chỉ nè. Xếp vậy nè. Xếp vậy nè. Đó, thành hình gì đây ta? Thành gì đó. À. Đó cô chú ơi. Chay có hồ bơi rồi cô chú. Tưởng ngày mai mới về, ai ngờ bữa nay về rồi. Chay đi say hi. Oh my god, Cooper love that. Wow, fun, a little pool. I like it, that's cold. Chay đi, ngồi xuống đi Chay. Ngồi xuống đi. Hai. Ngồi xuống đi con. Đây ngồi đó té đó, ngồi đó té đó. Mày lấy cái ghế cho con ngồi nha. Đó, cái này cái mà mốt cái mốt cố ra cố xả nước cho con tắm nha. Cái này là không có bị bể nè. Trời ơi con chú cơ bờ vai nè. Bikini. Sợ thì chứ không. Sao? Đã không? Đã không? Đã không? Đã không nói mày nghe coi. Đã không nói mày nghe coi. Đã hả? Gật đầu á. Ngồi xuống đây con. Ơi, ngồi trong đây coi, đang nhìn vô tối thui à. Ở đây nhìn vô nó mới sáng nè. Đã quá. Tắm đi, rửa mặt đi, rửa mặt đi. Tắm rửa mặt sao? Rửa mặt vậy hả? Wow. Chay tắm giỏi quá ta. Kêu Lucky kìa, hỏi Lucky tắm không? Hỏi Kỳ tắm không Kỳ? Chay đi. Cái này là không có sợ bị bể nè. Lại đi con. Ngồi xuống nước đi.
Gì? Rửa mặt sao? Đó, 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 thấy dữ chưa? Thôi, đất ơi, nhẹ nhàng lắm, rửa mặt cách nhẹ nhàng. Phủi phủi. Kỳ hôm ấy, kỳ hôm coi. Kỳ hôm coi. Đi đâu hả? Hả, con đi đâu hả? Đi đâu? Trời, con ra cũng khổ sở không? Làm gì? Đi kiếm thêm đồ chơi hay gì? Đồ chơi mày bỏ chổng hết rồi mà. Hết rồi, không còn gì chổng hết á. Ừ, vô đây đi, quá trời đồ chơi trong kia rồi. Từ từ thôi, té. Đúng rồi. Ngồi xuống đi con. Con đưa nguyên cái lưng này đây, quay mặt qua đây coi. Chạy đi, quay mặt qua đây. Okay, look at Cooper, JD. Look at Cooper. Oh, Cooper's like, what have you got? Oh my gosh, we'll take her toys. Don't take her, Oh, he took your toy. It's okay. It's okay, JD. He'll give you back, okay? He's fast. Yeah, he'll give you back. He's fast. There you go, I threw it right there. You're so cute. Thank you. Một, hai, ba đi con. Một, hai. Ba. Đúng rồi, một, hai, ba. Gì vậy? Gì vậy? Ồ, cái có con gì trong này hả? Wow, hay ta. Giỏi quá. Ừ, đúng rồi. Một, hai, ba đi con. Wow. Quay mặt qua đây coi chay. Thôi rửa mặt đi, rửa mặt đi, rửa mặt đi. Rửa mặt, rửa mặt. Rửa mặt, rửa miệng đi, đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Mát không? Mát không? Con dạ mát. Trời ơi. Ai à? Con nhìn ai à? Tắm đi, tắm đi, tắm đi. Bây giờ mày lấy xà bông qua cho con tắm nha. Lấy xà bông qua tắm không? Lấy xà bông qua cho nó tắm là nó quẹt quẹt quẹt. À, đó trời đất. Con nói mẹ. Lấy. Mẹ. Nói nè mẹ. Lụm. Dùm. Con. Con nói mẹ. Lụm. Lụm. À, trời đất ơi. Nó về dội nước tôi trời. Rồi bây giờ con lấy cái này không? Lấy không? Con nói thank you very. Nói đi. Đây nè, đây nè, chào nè. Con nói thank you very. Nói đi. Very much. Đó, cút bờ về kìa. Cút bờ đi đi. Đi pee pee về kìa. Oh yeah, he would go in there. Đã quá ta ơi, cô chú thấy chị bữa nay được tắm cái hồ này đã quá. Mà bình thường là cô bỏ cho nó trên cái chỗ đó nó tắm á. Cái hồ nhỏ vừa vừa thôi. Hồi bữa mấy nếu mà mua cái hồ kia là quá bự. Quá bự cho cái sân này luôn, cái hồ kia chắc bự từ bằng bên sân này qua bên sân kia luôn chứ không có chỗ để luôn chứ. Nhỏ nhỏ xinh xinh vừa đủ xài được rồi chay hả?
này tắm cỡ chừng tháng nữa, 30 ngày nữa là hết hè rồi. Khổ lắm cô chú ơi, Michigan nào mà cỡ tháng nữa là hết hè rồi đó cô chú. Mùa hè đếm trên được đầu ngón tay đó. Dạ vậy đó, chứ mà cho nó đây ngồi đây nó chơi cái 2 tiếng đồng hồ nó cũng vẫn ngồi nữa, không có đồ chơi. Thôi ngoài đây chơi đi ngang, ngồi đây chơi đi ngang, mẹ vô nha.